Ai chắc cũng từng trải qua những khoảng thời gian căng thẳng, lo âu vì công việc, cuộc sống hay là gia đình. Trong cuộc sống hiện đại thì những vấn đề này ngày một phổ biến và dần được thấu hiểu hơn để tìm cách giải quyết. Chắc hẳn cách giải quyết tốt nhất là tìm cách cân bằng lại lịch làm việc, học tập, ngủ đủ giấc, uống đủ nước và ăn nhiều rau xanh. Bên cạnh đó, tại MyCity xin giới thiệu một giải pháp là NeoWellZen. Sản phẩm Zen được chọn lọc kỹ lưỡng từ các hoạt chất bao gồm 300mg chiết xuất sâm Ấn Độ là thành phần chính giúp giảm nồng độ hormone cortisol trong cơ thể, từ đó giảm căng thẳng lo âu. 100mg L-theanine chiết xuất từ lá trà xanh mang lại cảm giác thư giãn. Và 50mg magnesium oxit có tác dụng tăng cường chức năng não bộ, hỗ trợ cho giấc ngủ sâu. Ngoài ra còn có vitamin B6 hỗ trợ trao đổi chất và năng lượng. Với những ai làm việc cường độ cao hay bị căng thẳng mệt mỏi, hoặc những ai có biểu hiện hồi hộp nè, lo âu, suy nhược thần kinh hoặc là khó ngủ, mỗi ngày có thể sử dụng 2 viên, chia làm 2 lần hoặc là dùng thêm 1 viên nếu mà gặp tình trạng căng thẳng nặng, sử dụng liên tục 2 tháng để đạt hiệu quả tối đa, kết hợp chế độ ăn rau xanh, uống đủ nước và tập thể dục, sắp xếp lại lịch làm việc. Hiện sản phẩm NeoWellZen lọ 45 viên đang được phân phối độc quyền tại PharmaCity với giá là 395.000 đồng. Đặc biệt trong tháng 3 này, sản phẩm NeoWellZen có chương trình khuyến mãi giảm 25% còn 296.250 đồng. Lời cuối, sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Xin chúc quý khách hàng của PharmaCity thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.